Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top Sao Hoa. Ngày hôm nay làng giải trí Hoa ngữ có những thông tin gì mới và nổi bật thì ngay sau đây hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Vài năm gần đây, màn ảnh Hoa ngữ đã thực hiện rất nhiều bộ phim của Trang Tinh Hiệp. Còn nhớ từ năm 2021, clip phim của Trang trở lên sóng và đang quay đã dài như sớ. Từ phim được đầu tư lớn đến những bộ web drama kinh phí thấp, xét ra cũng có vài bộ đã làm nên chuyện cho năm nay như Ngự Giao Ký, Tinh Hán Sán Lạn, Thả Thí Thiên Hạ, Trầm Vụn Hương Phai, Thương Lan Quyết. Mặc dù đã lên sóng rất nhiều, song phim của Trang vẫn còn tồn đọng không ít, có khi phải sang năm sau mới chiếu hết được. Đếm sơ sơ qua thì thấy còn Tình Lạc Ngưng Thành Đường, Bảy Kiếp Không May, Trọng Tử. Thêm vào đó là một vài bộ đang quay mới như Giữ Phượng Hành, Hồi Yêu Tiểu Hồng Nương, Nhất Niệm Quan Sơn, Trường Nguyệt Tẫn Minh, Ninh An Như Mộng. Nhìn chung, phim của Trang vẫn là thể loại không thể thiếu, song chúng đang dần làm người xem chán do không có kịch bản đột phá mới mẻ, tình tiết lặp đi lặp lại và hơn hết là quá nhiều. Chẳng thế mà sang đến năm sau, các nhà sản xuất đã tập trung vào phim hiện đại và bớt thị phần của cô Trang. Nếu để ý kỹ thì không khó để nhận ra năm nay lượng phim của Trang khai máy không còn dày đặc, thay vào đó là kịch bản hiện đại được trọng dụng. Từ đầu năm đến nay đã có khoảng chục bộ hiện đại bấm máy. Hơn nữa, các nhà làm phim cũng muốn đưa nhân tố mới lên nhiều hơn, thế nên không ngừng tuyển chọn dàn hoa 95 thay vì các mỹ nhân đình đám như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Mịch. Ngó qua các bộ phim đang quay thì thấy có vài bộ được kỳ vọng rất nhiều. Đầu tiên phải kể đến Nàng Tiểu Hoa top đầu lứa 95 Triệu Lộ Tư. Cô nàng nắm bắt thị trường khá nhanh nên liền một lúc quay hai bộ hiện đại là Sóng Sau và Vụng Trộm Không Thể Giấu. Sóng Sau thì chưa biết như thế nào, nhưng bộ đóng cùng Trần Chết Viễn thì sự thành công rồi. Lý do là bởi couple này đang rất hot, hơn nữa ảnh lách cứ tung ra là lại gây chú ý trên mạng xã hội. Đối đầu với Triệu Lộ Tư là rất nhiều mỹ nhân được đánh giá là có tiềm năng. Vương Sở Nhiên với bộ Ta Là Pháo Hoa Nhân Gian là một trong những đối thủ nặng ký, không chỉ làm khán giả kỳ vọng vì nhan sắc xinh đẹp, Vương Sở Nhiên còn được đỉnh Lưu Dương Dương gánh phim. Cả hai có thể tạo ra một cặp đôi nhan sắc và nếu diễn ổn, phản ứng học tốt thì không sợ không hot. Châu Dã và Lưu Hạo Tồn cũng là những mỹ nhân 95 sở hữu phim hiện đại lên sóng năm sau. Lưu Hạo Tồn sau loạt ồn ào gần đây đang cải thiện duyên qua đường rất nhiều. Hình ảnh của cô cùng Lâm Nhất trong Ly Tâm Lực nhận được nhiều lời khen ngợi, Châu Dã cũng không kém cạnh. Nhan sắc xinh đẹp đậm chất thanh xuân của cô cực hợp với những bộ phim hiện đại, kết hợp với Đàn Kiện Thứ trong Rất Nhớ Anh thì đúng là hoàn hảo. Chỉ một chiếc ảnh lách đứng bên nhau thôi cũng thấy ngọt ngào rồi. Cuối cùng là Trương Tịnh Nghi và Trương Nhược Nam kết hợp cùng Hoàng Cảnh Du trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa. Trương Tịnh Nghi cũng khiến netizen phải mong chờ tác phẩm của mình, còn Trương Nhược Nam vẻ đẹp trong trẻo của nữ diễn viên gần đây không ngừng gây bão mạng xã hội. Đóng cùng là Vân Hy trong Tình Yêu của Da Queen, đúng là cặp đôi nhan sắc. La Vân Hy ở bộ này cũng có tạo hình hiện đại đẹp nhức nhối, chỉ cần cả hai có phản ứng học tốt là kiểu gì cũng hút người xem. Xét qua thì hầu hết những bộ hiện đại năm sau đều chiêu mộ dàn hoa 95. Một mặt vì đây là những mỹ nhân đang lên, mặt khác thì thấy phải chọn dàn 95 bởi những hoa 85-90 đều đã U30 rồi, cũng khó có thể cưa sừng làm nghé đóng phim thanh xuân. Hy vọng những mỹ nhân trẻ này sẽ không làm khán giả thất vọng. Các bạn có nhận xét như thế nào về những thông tin trên? Đừng quên comment phía dưới video này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp.